Tin mừng theo Thánh Marco. Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Chạnh lòng thương. Một cậu bé 4 tuổi đem đến cho mẹ Teresa Calcutta một chén đường và bảo: "Thưa mẹ, con đã nhịn ăn đường suốt một tuần nay. Xin mẹ hãy dùng ít đường này cho các trẻ mồ côi của mẹ." Cậu bé đã biết yêu thương người khác đến độ hy sinh những gì mình có. Trong bài Tin mừng, Đức Giêsu đã chạnh lòng thương đám đông đi theo người. Họ theo Đức Giêsu có thể là để tìm được sự an ủi, nâng đỡ, cứu chữa. Đức Giêsu đã thấy được họ chính là những người không được ai chăm sóc, yêu thương, dạy bảo. Vì thế, người đã dạy dỗ họ nhiều điều để giúp họ có được một cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn. Trước những mảnh đời bất hạnh, chúng ta, những người Kitô hữu, cần biết mở rộng trái tim của mình để yêu thương, cảm thông, nhằm giúp họ cảm nhận được tình yêu của Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chạnh lòng thương tha nhân, nhất là những ai đang cần đến sự giúp đỡ của chúng con. Amen.